Lại nói lúc bây giờ ba vị đảo chủ thương nghị xong, xoay người bay về đảo của chính mình. Bỗng phía sau lại vang lên thanh âm của Điền Duyên Tông, hắn lên tiếng nói: "Kỳ quái, ba vị đảo chủ yêu tộc như thế nào vừa mới tới lại đã đi rồi, đừng nói là sợ hãi chúng ta đấy nha." Dưới chân ba vị đảo chủ nhất thời lảo đảo một cái, đảo chủ Lưu Hoàng đảo chủ cười lạnh nói: "Đây là phép khích tướng, không cần mắc lừa. Nếu chúng ta vừa nghe nói thế liền giết trở lại, chẳng phải là sẽ bị nói khí lượng ba đại đảo chủ chúng ta quá nhỏ rồi hay sao?" Đảo chủ Cầm Tú đảo và đảo chủ Phong Sắt đảo liên tục gật đầu nói: "Ờ phải, phải, ba đại đảo chủ chúng ta cao nhã tới mức nào chứ, tuyệt đối không thể bị tiểu tử này chọc giận nổi trận lôi đình được." "Hải đảo Tam Quân Tử, chúng ta chính là tấm lòng rộng rãi, không màng danh lợi như vậy." "Hư danh gì chứ, mặt mũi gì chứ, Tam Quân Tử chúng ta chỉ xem như một làn gió thoảng mà thôi." "Ba tên này chạy trốn thật nhanh, mới có chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi." Thiên Ma Phi kinh ngạc nói. Mà lúc này Trung Nhạc đã chấn trụ lại thương thế, đám người Cô Hồng Tử xuất thủ kịp lúc khiến cho thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng. Bất tử chi thân vẫn còn hiệu lực, không bao lâu sẽ có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đám người nhất thời thổn thức một lần nữa trở lại tổ tinh, bọn họ đều có một loại cảm giác như đã xa cách mấy đời. Đoạn đường này một đường mạo hiểm, một đường tử chiến, một đường trốn chết, một đường tìm đường sống trong chỗ chết, tất cả cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Bởi vì cho dù bọn họ có nói ra, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có người chịu tin. Mà bố trí truyền tống trận chạy ra khỏi Côn Tinh, dùng 12 ngôi sao đụng nổ Côn Tinh, hủy diệt Côn tộc, loại chuyện này sợ rằng càng là thiên phương dạ đàm. Lại thêm Ngao Du tinh không trở về tổ tinh, trên đường vô tình gặp được Phong Hữu Trung và Sư Đà Đại Tôn, loại chuyện này sợ rằng cũng sẽ không có ai tin tưởng. Toàn thể Hỏa Diệu Tinh chính là một tòa đại trận truyền tống, Thiên Hoàng Đế Đạo, chuyện này lại càng không thể giải thích, tuyệt đối sẽ bị người xem như là một người điên. Sau khi bọn họ trở lại chủng tộc của mình, nhất định sẽ bị người truy hỏi nên giải thích những kinh lịch của chính mình trong khoảng thời gian này như thế nào, thật ra là một cái nan đề không hề nhỏ. "Trung sư huynh, ta cần phải về Bắc Hoang rồi." Bạch Thương Hải nhớ tới cái chết của thần minh Bạch Trạch Thị, Bạch Vân Thương, sắc mặt buồn bã, khom người thi lễ với Trung Nhạc một cái rồi lên tiếng nói: "Ân đức của Trung sư huynh, Thương Hải cả đời không dám quên, chỉ có ghi khắc ở trong lòng, cáo từ." Cô Hồng Tử cũng phi thân bay lên tiếng nói: "Trung sư đệ, ngày khác gặp lại." "Cô Hồng sư huynh, xin dừng chân lại." Trung Nhạc lấy xà thần mâu ra, xa xa ném về phía hắn, mỉm cười nói: "Đây là thần binh của xà thần Xà Văn Cử, ta giữ lại cũng không chút thiếu dụng, đưa cho ngươi vậy." Điền Duyên Tông và Tả Tưng Sinh nhìn Trung Nhạc một cái, lại nhìn về phía mấy nàng ma nữ kia, đột nhiên lướt nhìn nhau cười một tiếng, song song bay đi, thản nhiên nói: "Sư đệ, chúng ta đi trước một bước, đợi ngươi tại kiếm môn vậy." Trung Nhạc gật đầu, nhìn về phía chúng nữ Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi và Cát Tường Phi. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm nói: "Tình nhân, ba tuần công tử của chúng ta đâu rồi?" "Ba tuần ở đây." Một đạo thanh âm từ trong quang luân sau đầu Trung Nhạc vang lên. Công tử Ba Tuần từ từ đi ra, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, không thẹn là đệ nhất mỹ nam tử mấy vạn năm qua mà ma tộc mới xuất hiện. Ngay cả Trung Nhạc cũng đều bị che khuất. Chúng nữ nhao nhao tiến lên vây quanh Ba Tuần, chúng tinh phủng nguyệt không ngừng chuyện trò vui vẻ. "Hey, đã có Ba Tuần, không cần Trung Sơn Thị cũng được." Chúng nữ vây quanh công tử Ba Tuần cùng nhau đi xa, Trung Nhạc đột nhiên gọi: "Thiên Nhi." Thiên Ma Phi đứng lại, quay đầu lại thản nhiên cười một tiếng. Trung Nhạc thoáng suy tư trong chốc lát, thử dò xét nói: "Thiên Nhi, các ngươi hẳn là biết Ba Tuần chỉ là một cỗ hóa thân của ta mà thôi. Nếu các ngươi động tình với hắn..." Thiên Ma Phi cười khanh khách nói: "Trung Sơn Thí có da có tóc, có ràng buộc của chính mình. Cho dù chúng ta động tình với Trung Sơn Thí, hơn phần nữa cũng không có khả năng đạt được hắn đâu." Trung Nhạc nghe nàng nói vậy thoáng ngẩn ra. Thánh Nữ Phi mỉm cười đứng đó, bình tĩnh nói: "Mà công tử Ba Tuần lại không có ràng buộc, cũng là ma tộc giống như chúng ta, là tình nhân, tình lữ hoàn mỹ của chúng ta. Chúng ta nguyện ý gửi gắm tình cảm cho hắn. Hắn là Trung Sơn Thí, lại không hoàn toàn là Trung Sơn Thí. Hắn có ưu điểm của ngươi, hơn nữa còn rất đa tình." Cát Tường Phi cũng cười nói:
Người tuy cũng đa tình, thế nhưng lại không thể động tình trên người chúng ta, mà hắn lại có thể. Trong lòng Trung Nhạc có chút oanh động, ngây người một lúc lâu, lắc đầu cười nói: "Hey, thật sự là ma nữ mà." Hắn phất phất ống tay áo, xoay người rời đi. Trên Kiếm Môn Sơn, trước mộ phần lão đồ tử, Trung Nhạc một thân một mình đi tới nơi này, yên lặng thắp nhang, sau đó cung kính quỳ lạy, dập đầu ba cái. "Lão đầu tử, con trai của ngươi đã tu thành thần minh rồi." Trung Nhạc thấp giọng cười nói: "Bản lãnh của hắn so với ngươi năm xưa còn lớn hơn rất nhiều, chỉ là vẫn giống như trước đây vậy, hành động không chút cố kỵ. Hắn đặt tên cho con trai hắn là Vô Kỵ, nhất định là cũng hy vọng con trai của mình sẽ giống như hắn vậy, có thể hoành hành vô kỵ. Bất quá, ngươi ở trong lòng của hắn vẫn là tồn tại vô địch, ta có thể nhìn ra điểm này. Ở trong lòng của con cái, phụ thân luôn luôn là tồn tại như thiên thần vậy, là tồn tại vô địch, là tồn tại không thể đánh ngã được. Hắn đã đi tìm con đường của chính mình rồi, để cho ta thay hắn tới đây thăm ngươi, thay hắn dập đầu trước mặt ngươi. Hắn không tới được vì ở trong lòng hắn, ngươi vẫn còn sống. Hắn không muốn nhìn thấy phần mộ của ngươi." Quân Tư Tà không biết từ lúc nào đã tới đây, yên lặng nhìn Trung Nhạc ngồi trước mộ phần lẩm bẩm. Vị môn chủ Kiếm Môn này cũng không quấy rầy hắn, mà chỉ đứng ở nơi đó lặng lặng lắng nghe. Khoảnh khắc này, nàng không giống như vị quân môn chủ thống trị đại hoang, mà giống như một nàng thiếu nữ rực rỡ đa tình như hoa xuân vậy. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc đứng dậy tiến thẳng về phía nàng. Sắc mặt Quân Tư Tà thoáng điều chỉnh một chút, lại khôi phục lại thành vị quân môn chủ thống trị đại hoang. Nàng mỉm cười nói: "Sư đệ, ngươi bình an trở về thật là tốt quá." Trung Nhạc cùng nàng sóng bước vai đi, mỉm cười nói: "Sư tỷ, ngươi không muốn hỏi ta một chút xem trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì hay sao?" Quân Tư Tà đã từ trong miệng Tả Tương Sinh và Điển Duyên Tông biết được những tao ngộ của bọn họ trong khoảng thời gian này. Bất quá lúc này không ngờ ma xui quỷ khiến lại gật đầu. Nàng lên tiếng nói: "Tự nhiên là muốn biết rồi. Ngươi nói cho ta nghe một chút xem những kinh lịch của các ngươi trên Côn Tinh. Ta trong khoảng thời gian này chính là lo lắng gần chết à. Nghe nói lần này ngay cả thần ma cũng đều chết sạch, chỉ còn lại có hai vị mà thôi. Hơn nữa còn là từ trong tinh không trốn về tổ tinh." Trung Nhạc chậm rãi kể lại cho nàng nghe những tao ngộ của chính mình trong khoảng thời gian này. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu. Những gì Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông kể lại cũng không cặn kẽ như vậy. Quân Tư Tà thỉnh thoảng lại kinh ngạc tán thán, thỉnh thoảng lại bóp cổ tay. Khi thì cực kỳ khẩn trương, khi thì nắm chặt bàn tay Trung Nhạc. Muốn kể lại toàn bộ những tao ngộ của Trung Nhạc trong khoảng thời gian này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể nói xong. Trung Nhạc không ngừng kể lại những mạo hiểm trong đó. Quân Tư Tà giống như một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lộ ra tư thái tiểu nữ nhi, hồn nhiên không có đại khí và quyền thế của một vị môn chủ kiếm môn. Lúc này Thủy Tử An bước nhanh lên núi, có việc tới tìm hai người. Từ xa, hắn nhìn thấy Trung Nhạc và Quân Tư Tà ngồi trong bụi cỏ bên cạnh vách núi, ôm gối trò chuyện, lời nói nhẹ nhàng. Thủy lão đầu không khỏi ngẩn ra, lại khẽ mỉm cười, lặng yên mà rời khỏi. "Nên kỳ của quân môn chủ cũng đã tới thời điểm nên tìm nhà chồng rồi. Ta suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Thiếu niên tài tuấn có thể xứng đôi với môn chủ kiếm môn ta trong thiên hạ thật sự quá ít ỏi. Cũng may là trong kiếm môn ta liền có rồi." Trong lòng Thủy lão đầu đắc ý lẩm bẩm: "Nước phù sa tốt là không lưu cho dụng người ngoài. Thật là đúng dịp mà. Khâu nhà đầu không có ở đây, môn chủ lại hết lần này tới lần khác tại thời điểm này thân cận tiểu tử Trung Nhạc kia, nhất định là thừa dịp hư mà vào rồi. À, đã quên mất chuyện chính rồi. Lần này hắn tới đây là muốn hỏi làm sao ăn bài đám cự bá Khôn tộc do Trung Nhạc vừa mang về kia. Trung Nhạc từ trên Côn Tinh mang về chừng 20 gã cự bá Khôn tộc được hắn đặt ở trong nội môn. Rất nhiều đệ tử kiếm môn lúc bắt đầu thì còn có chút kinh sợ, nhưng hiện tại đã không sợ nữa, đều nhao nhao chạy tới tham quan. Mà Tả Tương Sinh Điền Duyên Tông cũng mang về mấy gã cự đầu pháp thiên cảnh của Côn tộc, cũng dẫn tới không ít luyện khí sĩ chạy tới vây xem. Đám cự đầu cự bá Côn tộc này tất nhiên sẽ làm lớn mạnh thực lực của kiếm môn, khiến cho kiếm môn có đầy đủ tiền vốn bảo vệ đại hoang. Chỉ là làm sao ăn bài để cho đám cự bá Côn tộc trấn thủ các nơi trong đại hoang, nhất định phải thương nghị với Trung Nhạc và Quân Tư Tà một phen. Hơn nữa, đám người Trung Nhạc từ trên Côn Tinh còn sống sót trở về, lại mang về nhiều cự bá Côn tộc như vậy, tất nhiên là không giấu được các tộc khác, chỉ sợ
sự tình sẽ không dễ dàn xếp rồi. Thủy Tử An nhíu mày có chút suy tư nói. Ngay cả thần ma cũng chỉ có thể trốn thoát về hai vị, không ngờ bọn họ lại có thể còn sống mà trở về nhiều người như vậy, nhất định sẽ dẫn phát nghi kỵ và hoài nghi, sợ rằng lại sẽ có một trường phong ba, không biết có thể kinh động tới thần ma hay không đấy. Trung Nhạc kể chuyện cho Quân Tư Tà nghe một hồi lâu sau, hai người cũng có chút mệt mỏi. Quân Tư Tà đứng dậy mời hắn tới động phủ của mình tiếp tục kể. Tâm tư vị quân môn chủ này cũng là không mời Trung Nhạc đi thánh điện Kim Đỉnh, bởi vì nơi đó thật sự quá trang nghiêm, không có chút tình thú gì. Địa phương quân môn chủ mời Trung Nhạc đi lại là động phủ của nàng. Động phủ chính là tương đương với khuê phòng, sẽ không quá trang nghiêm thần thánh như vậy, ngược lại còn có thêm một chút nhi nữ tình trường. Mấy ngày sau, Trung Nhạc trước trước sau sau kể lại một lần tất cả những kinh lịch của chính mình trong khoảng thời gian này. Quân Tư Tà cũng hỏi kỹ rất nhiều chi tiết, lại chỉ hoãn thêm một đoạn thời gian. Kỳ quái, quan hệ giữa ta và quân sư tỷ tựa hồ đã thân mật hơn rất nhiều rồi. Trong lòng Trung Nhạc có chút kinh ngạc, đây cũng là một sự tình kỳ quái. Trước đây, quan hệ giữa hắn và Quân Tư Tà cũng không xa không gần. Thời điểm thân mật nhất chính là đoạn thời gian Quân Tư Tà bị ám toán. Hắn cũng theo Quân Tư Tà chạy trốn khỏi sự truy sát của yêu tộc lúc trước. Sau đoạn thời gian đó, thân phận địa vị hai người đã chênh lệch khá xa. Từ sau khi Quân Tư Tà trở thành môn chủ, quan hệ giữa hai người bọn họ mặc dù rất không tệ, nhưng môn chủ dù sao cũng là môn chủ, mà mấy ngày nay cùng nhau nói chuyện, quan hệ giữa hai người không ngờ đột nhiên lại trở nên thân mật hơn rất nhiều, thật sự là kỳ quặc quái dị. Nhưng hắn lại không biết, nam nhân theo đuổi nữ nhân cách một ngọn núi, nữ nhân theo đuổi nam nhân chỉ cách một tầng sa mỏng. Nếu nữ nhân muốn quan hệ thân mật với nam nhân thật sự là cực kỳ đơn giản. Sư đệ, ngươi có thể đưa ta lên Thủy Diệu Tinh không? Quân Tư Tả nghe nói Phương Kiếm Các đã được Trung Nhạc đưa lên Kim Diệu Tinh tu luyện, mà Khâu Cấm Nhi cũng lưu lại trên mặt trăng của Mộc Diệu Tinh, trong lòng đột nhiên khẽ động hỏi. Sao, đưa ngươi lên Thủy Diệu Tinh ư? Trong lòng Trung Nhạc có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền bừng tỉnh lại. Những năm qua Quân Tư Tà đảm nhiệm chức vụ môn chủ kiếm môn, mặc dù rất cần mẫn chăm chỉ, nhưng môn chủ việc vặt phong phú quấn thân, tu vi tiến cảnh dù sao cũng bị kéo chậm lại không ít. Phương Kiếm Các trong lòng không có lo lắng gì, tu vi thực lực tinh dũng mạnh tiến. Khâu Cấm Nhi khắc khổ tu hành, lại thường xuyên đi theo Trung Nhạc trải qua nguy hiểm, Trung Nhạc lại càng là mấy phen vào sinh ra tử, tu vi không ngừng tăng mạnh. Hiện tại Khâu Cấm Nhi và Phương Kiếm Các đều đã đi địa phương tốt nhất để tu luyện, Quân Tư Tà không muốn bị bọn họ bỏ qua, cho nên cũng đã có tâm tư đưa lên Thủy Diệu Tinh tu luyện. Trung Nhạc có chút khó xử nói. Cũng không phải là không được, ta trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu trận pháp truyền tống, so với ở trên Côn Tinh khẳng định đã tinh tiến không ít rồi. Lần này truyền tống sẽ không còn không đáng tin cậy giống như lúc trước nữa đâu. Chứ là người thật sự dám ngồi vào trong truyền tống trận của ta hay sao? Có gì mà không dám? Quân Tư Tà mỉm cười nói. Trung Nhạc cũng nhàn miệng cười lên tiếng. Được, nếu người đã dám, vậy ta sẽ liền bố trí một tòa truyền tống trận đưa người đi tới Thủy Diệu Tinh vậy. Quân Tư Tà nhất thời đại hỉ. Đúng lúc này tiếng ho khan của Thủy Tử An đột nhiên từ bên ngoài vang lên, sau đó vị lão đầu này gọi lớn. Môn chủ, trưởng lão hội đã chở môn chủ mấy ngày nay, cần thương nghị chuyện tình xử lý đám cự bá và thần binh côn tộc do Trung trưởng lão mang về kìa. Trung trưởng lão sao? Trung Nhạc thoáng ngần người ra. Quân Tư Tà cười nói. Người cũng đã là cự đầu pháp thiên cánh, thực lực còn cao hơn rất nhiều cự bá bình thường. Trưởng lão hội sớm đã quyết định đề bạt ngươi làm trưởng lão rồi, chỉ là còn chưa kịp thông chi cho ngươi mà thôi. Mà còn nữa, sắc mặt của nàng có chút ửng đỏ, thấp giọng nói. Bây giờ ta sẽ ra ngoài trước, đợi một lát sau ngươi hãy đi ra, tránh cho bị người khác hiểu lầm. Dứt lời, nàng cũng không dám nhìn thẳng Trung Nhạc, tự mình đi ra ngoài trước. Trung Nhạc có chút yên lặng, lắc đầu cười nói. Chúng ta cũng đâu có làm cái gì, sợ gì người khác hiểu lầm chứ. Quân Tư Tà đi ra khỏi động phủ, chỉ thấy Thủy Tử An nửa cười nửa không đứng ở nơi đó. Nàng lấy lại bình tĩnh nói. Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Thủy Tử An liếc nhìn về phía động phủ của nàng một cái, ngay sau đó liền thu hồi lại ánh mắt, đuổi theo nàng, mỉm cười nói. Môn chủ, Kim Ốc Tàng Kiều à? Cái gì mà Kim Ốc Tàng Kiều chứ?
Quân Tư Tả có chút thẹn quá hóa giận. Thì nước phù sa không nên lưu cho ruộng nhà khác à? Thủy lão đầu tiếp tục mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Quân Tư Tả trợn mắt nhìn hắn, trong lòng lại có chút chột dạ. Ta mới không phải là nước phù sa. Ta cũng không phải nói ngươi, Trung trưởng lão ở trong đó sao? Thủy lão đầu cười hăng hắc nói. Đừng giả bộ, ta đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Trong lòng Quân Tư Tả lại càng thêm chột dạ, chỉ nghe lão đầu này cười nói. Trung trưởng lão mới là nước phù sa, so với tiện nghi cho ngoại tộc không bằng tiện nghi cho môn chủ. Ta ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt à. Trái tim của Quân Tư Tả phành phành nhảy loạn, lắc đầu tiến về phía trước. Đại trưởng lão thật biết nói đùa. Sau khi trưởng lão hội nghị sự xong, trên dưới kiếm môn nhất thời lâm vào một mảnh bận rộn. Đám cự bá côn tộc do Trung Nhạc mang về kia được an bài tới các nơi trong đại hoang trấn thủ 8 tòa biên quan. Sau đó ở trong nội địa đại hoang thành lập 16 tòa thành trì, mỗi một tòa thành đều có cự bá côn tộc trấn thủ. Ngoài ra tại mỗi một tòa biên quan, mỗi một tòa thành trì đều có một kiện thần binh hoặc ma thần binh hoặc là thần binh côn tộc lưu lại dùng để trấn thủ thành quan, trấn áp khí vận, trấn nhiếp ngoại tộc. Ngoại trừ những cái này, trên dưới kiếm môn lại tuyển chọn ra thành chủ các thành, quan chủ các quan, tuyển ra từ trong các luyện khí sĩ không ít nhân vật tài cán xuất chúng ủy nhiệm trọng trách. Thành chủ các thành, quan chủ các quan sẽ xuất lĩnh con dân trong thành quan ngày đêm tế luyện thần binh, ma thần binh, tế tự tổ linh của các tộc. Thời điểm ban đêm sẽ có thể nhìn thấy 24 trọng địa này sáng rực như ban ngày, quang mang chiếu rọi rực rỡ kinh người. Đây chính là dấu hiệu khí vận hưng thịnh. Mà Trung Nhạc thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, tìm hiểu những văn lộ đồ đằng khác, hiểu rõ ảo diệu của nó, tránh cho lại làm ra sự kiện ô long như lần trước. Đợi tới lúc đám người Quân Tư Tả an bài mọi chuyện hoàn tất, Trung Nhạc cũng đã bố trí hoàn tất một tòa truyền tống trận. Quy mô của tòa truyền tống trận này khá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống người lên tới mặt trăng đi. Nếu muốn đi xa hơn, thật ra lại có chút không đủ. Trung Nhạc cũng là lo lắng chính mình sẽ truyền tống Quân Tư Tả vào trong nham thạch mặt trăng, nhục thân dung hợp với mặt trăng biến thành một con quái vật nửa người nửa tinh cầu, hoặc là sẽ truyền tống tới những địa phương quỷ dị nào khác. Sau khi lên tới mặt trăng, Quân Tư Tả sẽ có thể tự mình bay tới Thủy Diệu Tinh. Thời gian đoán chừng sẽ lâu hơn một chút, nhưng ít nhất là sẽ an toàn. Môn chủ cần phải chuẩn bị không khí nhiều một chút. À còn nữa, trên Thủy Diệu Tinh tựa hồ không có nước, mà là một cái thế giới nham tương. Trung Nhạc không ngừng dặn dò Quân Tư Tả những chuyện cần phải lưu ý. Quân Tư Tả mỉm cười nói. Ta giỏi về khống thủy, có thần thông, có thể phân giải nước, sẽ liền có được không khí thôi, không cần phải lo lắng chuyện không có không khí. Trung Nhạc trố mắt, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Tiền thiên linh thế, quả nhiên đều có chỗ độc đáo riêng. Quân Tư Tả giao phó kiếm môn lại cho hắn và Thủy Tử An, tự mình bước lên truyền tống trận, truyền tống ra ngoài thiên ngoại. Thủy Tử An nhìn tòa truyền tống trận trước mặt, chính mình tán thán không thôi, mỉm cười nói. Đại hoang ta, rốt cuộc đã có dấu hiệu hưng thịnh rồi. Trung trưởng lão, lần tuyển chọn thành chủ quan chủ này, thật ra đã chọn lựa ra được không ít nhân tài. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lên tiếng hỏi. Có những nhân tài nào vậy? Có một gã hầu cương thí, tên độc nhất một chữ hiệt, vô cùng bất phàm, mặt rồng bốn mắt. Trong phong thí cũng có một người tên là Phong Hậu, là truyền nhân của phong thị nhất tộc. Còn có một người tên là Tự Túng, học thức cực kỳ uyên bác à. Thủy Tử An liên tục liệt kê nói. Từ Nam Hoang tới có một người tên là Phong Cử, cũng vô cùng bất phàm. Kỳ Bá tới từ Tây Hoang cũng vô cùng bất phàm. Lại còn có một gã thiếu niên tên là Lực Mục, trời sinh lực mạnh vô cùng. Ngoại trừ bọn họ còn có Thường Tiên, Vương Hới, đều là nhân tài có thể đào tạo được. Trong lòng Trung Nhạc kinh hỉ, liền hỏi lại. Phong Hậu sao? Một đệ tử phong thị khác ư? Phong thị còn có truyền nhân hay sao? Thật đáng mừng. Hầu cưng thị lại là chuyện gì xảy ra vậy? Mặt rồng bốn mắt ư? Thật sự hiếm thấy. Thủy Tử An nói. Hiệt quả thật là huyết mạch nhân tộc, không phải là chủng tộc khác, chỉ là tướng mạo có chút kỳ lạ mà thôi. Vậy chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh huyết mạch lôi trạch trong huyết mạch phục hy rồi sao? Trong lòng Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, Thủy Tử An cười nói. Căn cơ của mấy người này đều rất không tệ,
cũng đều đã tu thành nguyên đan, chỉ là không có tu thành hai cực cánh của khai luân cánh, nhưng đều đã tu thành cực cánh của những cảnh giới khác rồi, tư chất đều không thua kém Tả Tưng Sinh, Điền Xuyên Tông. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một kẻ tên là Dung Thành, sớm đã đi không động quan nhậm chức rồi. Trung Nhạc hiếu kỳ hỏi, hiện tại mấy người này đang ở đâu? Ta muốn gặp bọn họ một chút. Mấy người này vừa vặn đang ở trong kiếm môn ta, đợi phân công tới các thành, các quan nhậm chức đây. Thủy Tử An dùng tinh thần lực truyền âm, thông chi cho đám người Phong Hậu và Hiệt tới đây. Hắn mỉm cười nói, quân môn chủ vốn dĩ nhờ ta chỉ dạy bọn họ tu hành, chỉ là ta chỉ dạy những luyện ký sĩ bình thường thì có thể, chỉ dạy những nhân vật thiên tài này lại có chút lực bất tòng tâm rồi. Người hiện tại đã là trưởng lão, tạm thay quyền môn chủ, không cần tự mình đi gặp bọn họ, ta để cho bọn họ tới đây gặp ngươi. Trung Nhạc gật đầu. Cũng không lâu lắm, tám gã thiếu niên tài tuấn lần lượt lên tới Kim Đỉnh, đang ở bên ngoài điện đợi chờ. Trong lòng mấy người này đều có chút nghi hoặc, không biết vì sao Thủy Tử An lại triệu hoán bọn họ tới đây. Trung Nhạc và Thủy Tử An đi vào thánh điện Kim Đỉnh, quan sát tám người này, chỉ thấy Phong Hậu Ngọc Thụ Lâm Phong rất có thần thái của Phong Thị nhất tộc. Trung Nhạc tinh tế cảm ứng, trong lòng thầm khen một tiếng. Huyết mạch phục khí trong cơ thể Phong Hậu mặc dù không mạnh, nhưng so với Phong Vô Ký cũng không kém bao nhiêu. Thật không hổ là nhân tài xuất thân từ Phong Thị nhất tộc. Hắn lại quan sát Hiệt của Hầu Cưng Thị, trong lòng có chút kinh dị, chỉ thấy Hiệt đúng như những gì Thủy Tử An đã nói. Mũi rộng, trán rộng, đầu có sừng rồng, mọc ra khuôn mặt, mặt rồng. Cổ quái nhất là trên mặt của hắn có tới 4 con mắt, trên dưới xếp thành hàng, hai hàng song song vô cùng kỳ quái. Bộ dáng của Tự Tụng chính là hào hoa phong nhã, không chút khác biệt so với người bình thường, nhưng lại có thêm một cỗ khí chất nho nhã đặc thù. Phong Cự và Kỳ Bá niên kỷ đều khá cao, bộ dáng trung niên nhân, hẳn là năm xưa tu hành trễ nhất, đại tài trưởng thành trễ. Mà Thường Tiên, Vương Hợi và Lực Mục thì lại là toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Trong đó Lực Mục chính là đáng chú ý, thân mặc một kiện đoàn khố gia thú, chân người quấn quanh một sợi xích, toàn thân hùng tráng như núi. Trung Nhạc nhìn thấy những thiếu niên tài tuấn này, trong lòng cũng có chút vui mừng. Nhân tộc Đại Hoang trải qua những năm này kinh doanh, rút cuộc đã có bộ dáng đại hưng, lại qua thêm tiếp vài năm nữa, sợ rằng kẻ trấn thủ các nơi trong Đại Hoang đã không phải là đám cự bá côn tộc và các thần binh, ma thần binh kia nữa rồi, mà sẽ là những cường giả thế hệ thanh niên này. Bái kiến vũ sư. Tám thiếu niên tài tuấn này nhìn thấy Thủy Tử An, vội vàng hạ bái. Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Vũ sư. Thủy lão đầu cười ha hả nói, ta xuất thân là thủy đồ thí, chỉ dạy bọn họ công pháp thần thông thủy hệ cùng với hành vân bố vũ, cho nên bọn họ gọi ta là vũ sư. Lúc này Trung Nhạc mới hiểu ra, ồ thì ra là vậy. Các người đứng lên đi, mau bái kiến Trung Sơn Thí, Trung trưởng lão đi. Thủy Tử An giơ tay lên nói, Trung trưởng lão chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất của kiếm môn ta, tu vi kiến thức thông triệt thiên địa. Các người có thể có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào công pháp kiếm môn do đích thân Trung trưởng lão chỉnh hợp ra, làm lớn mạnh nội tình của kiếm môn. Tất cả những thần dược, thần binh của kiếm môn ta toàn bộ đều là nhờ Trung trưởng lão gian gian khổ khổ liều mạng mà cướp về. Tám người kia vội vàng không người bái kiến, sau đó nhao nhao ngẩng đầu quan sát Trung Nhạc, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Còn trẻ như vậy sao, so với chúng ta tự hồ còn nhỏ hơn một chút rồi. Trong lòng đám luyện ký sĩ trên dưới kiếm môn, Trung Nhạc sớm đã biến thành thần thoại. Đã có không biết bao nhiêu lời đồn đại liên quan tới Trung Nhạc, các loại truyền thuyết hiếm lạ, cổ quái gì cũng đều có cả. Lời đồn tương đối truyền thống là Trung Nhạc thân cao 8 trượng, rộng 8 trượng, có 8 cái đầu, 8 cánh tay, 8 cái chân. Có lời đồn hơi khác biệt là Trung Nhạc có 3 đầu 6 tay. Lời đồn quỷ dị một chút là Trung Nhạc thích ăn tươi thần ma các tộc. Mỗi một bữa ăn phải ăn ít nhất 300 tôn thần tộc, 200 tôn ma tộc. Còn có lời đồn khí thế rộng rãi, đó là Trung Nhạc thân cao không biết bao nhiêu dặm, cặp mắt mở ra, không trung xuất hiện nhật nguyệt. Thế giới đại phóng quang minh, cặp mắt nhắm lại, thế giới một mảnh hắc ám, mông mông muội muội. Các loại lời đồn kỳ quái, kỳ lạ, cái gì cũng có. Nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy Trung Nhạc, trong lòng bọn họ không khỏi nghi hoặc. Không ngờ bộ dáng của Trung Sơn Thị cũng chẳng khác nào bọn họ, tuổi tác so với bọn họ tự hồ còn nhỏ hơn mấy tuổi, cũng không có chỗ nào kỳ lạ quái dị cả. Trung Nhạc lắc đầu cười nói,
Ta không phái, là trưởng lão trẻ tuổi nhất của kiếm môn, là Khâu trưởng lão mới phái. Nàng so với ta còn nhỏ hơn mấy tuổi. Nàng mới 21 tuổi thôi, mà ta đã 25 tuổi rồi. Thủy Tử An nói, nếu tính trong nam trưởng lão toàn bộ các đời, ngươi thật sự chính là trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Trung trưởng lão, ngươi tới chỉ điểm cho bọn họ tu hành, để bọn họ bái ngươi làm thầy, sao, như thế nào? Trung Nhạc lắc đầu nói, bọn họ ai cũng có sở trường riêng, ta có thể dạy cho bọn họ cũng không nhiều lắm đâu. Trong bốn con mắt của hầu cưng thí chất chứa các loại văn lộ đồ đằng, thần ma các tộc đều có, số lượng lại rất nhiều, đồ đằng hỗn tạp. Mà tự túng bác học yên thâm, lý giải đối với văn lộ đồ đằng cực kỳ sâu. Phong hấu thì tinh thông văn lộ đồ đằng phong hệ, tu luyện cảnh giới cực kỳ tinh thâm. Thường tiên thì tinh thông âm luật, lực mục cùng vương hấy, tinh thông khống chế yêu thú. Kỳ bá tinh thông luyện đan, phong cử tinh thông trận pháp. Mỗi người bọn họ ai cũng đều có sở trường riêng, muốn trở thành thầy của bọn họ khó, rất khó. Sắc mặt của Thủy Tử An khẽ động, thất thanh nói, người ngay cả những cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, trong khoảng thời gian này hắn luyện hóa nguyên đan của Xà Văn Cử có thu hoạch không cạn, đã lại để thăng huyết mạch của mình thêm một chút. Hai quả thần nhãn trái phải trên cơ bản đã thức tỉnh, nghĩ muốn nhìn thấu đám người Hiệt và Phong Hậu cũng không quá khó khăn. Ta cũng chỉ có thể nhìn ra được mà thôi, về phần dạy bọn họ ta liền không được rồi, không bằng như vậy đi. Hắn thoáng suy tư một chút, đột nhiên vươn ngón tay ra điểm qua trên mi tâm đám người Hiệt, Phong Hậu. Trung Nhạc cười nói, nghiên cứu của ta trên phương diện âm luật, trận pháp, đồ đằng, khống chế, luyện đan chỉ dừng lại ở mức này, hiện tại truyền cho các ngươi. Các ngươi tự mình tìm hiểu, không cần thiết phải bái ta làm thầy. Trong đầu đám người Phong Hậu oanh động một trận, nhất thời có thêm vô số cảm ngộ hỗn loạn, cực kỳ phong phú. Các loại thần diệu, các loại hệ thống nháy mắt nhất tràn đầy đại não của bọn họ. Trong lúc nhất thời, một khắc căn bản không thể hoàn toàn tìm hiểu được. Trung Nhạc thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, đột nhiên nói, có khách tới kìa. Sao, có khách tới ư? Thủy Tử An nhất thời nghi hoặc, ngưng mắt nhìn về phía xa xa, lại cái gì cũng đều không nhìn thấy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Minh Thú, chỉ thấy Tứ Minh Thú vẫn như cũ ngồi xổm trên góc mái hiên thánh điện Kim Đỉnh, cũng không phát ra cảnh báo. Trung Nhạc nói, bọn họ còn cách nơi này rất xa, vẫn chưa đi tới được đâu, các ngươi chờ một chút, ta đi ấm cái bảo bối tới đây. Sao, ấm cái bảo bối tới ư? Đám người Thủy Tử An, Phong Hậu nhất thời ngẩn ra. Trung Nhạc rời khỏi thánh điện Kim Đỉnh, tiến về phía nội bộ Kiếm Môn Sơn. Thủy Tử An nhìn về đám người Phong Hậu lên tiếng hỏi, Trung trưởng lão truyền thụ cho các ngươi bao nhiêu bản lĩnh vậy? Quá nhiều rồi. Lực Mục cảm khái nói, thật sự rất nhiều, sợ rằng đủ cho chúng ta tiêu hóa thời gian mười mấy hai chục năm mới có thể tiêu hóa hết được. Mấy người khác cũng liên tục gật đầu nói, Trung trưởng lão học cứu thiên nhân, những cảm ngộ truyền thụ cho chúng ta đều là chúng ta chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua, thật sự là bác đại tinh thâm mà. Trung trưởng lão thật đúng là thiên nhân. Phong Hậu cảm khái nói, trong lòng Thủy Tử An nhất thời hoảng sợ, tiểu tử này còn nói mình không thể dạy bọn họ, rõ ràng chỉ là lười biếng mà thôi. Đám người Phong Hậu, Lực Mục sở học bất đồng, ai cũng có sở trường riêng, nghĩ muốn thuyết phục hết thảy tám người này tự nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng đám người Phong Hậu lại nói, những cảm ngộ mà Trung Nhạc truyền thụ cho bọn họ lại có thể khiến cho bọn họ tiêu hóa một hai chục năm. Hiển nhiên Trung Nhạc có đầy đủ nội tình và tiền vốn chỉ dạy cho bọn họ, nhưng đoán chừng là hắn ngại phiền phức, không muốn dạy mà thôi. Đột nhiên con Tứ Minh Thú trên Kim Đỉnh kia chợt mở miệng, thanh âm chấn động, đại trưởng lão có khách tới kìa, khí thế hung hăng, ý đồ bất thiện. Trong lòng Thủy Tử An nhất thời cả kinh, vội vàng phóng người nhảy lên bên cạnh Tứ Minh Thú. Chỉ thấy bốn cái đầu của Tứ Minh Thú hướng ra bốn phía, tám con mắt bắn ra bốn cái quang mạc, trong quang mạc chiếu rọi từng chiếc lâu thuyền, đại hạm, bảo liễn, hương xa, vô cùng hoa lệ. Xung quanh còn có vô số các luyện khí sĩ hạo hạo đãng đãng vần quanh, lướt qua quan ải đại hoang, bay thẳng về phía Kiếm Môn Sơn. Đám cường giả này tới từ các tộc khác nhau, trên lâu thuyền hoặc là hương xa treo đủ loại cờ xí màu sắc khác nhau. Tới từ phía nam là Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc, tới từ phía bắc là Yêu tộc, tới từ phía đông là Long tộc và Ma tộc, tới từ phía tây nhiều nhất
thần tộc Tây Hoang quy mô vô cùng khổng lồ. Các tộc như Hiếu Mang, Sơn Thần, Tất Phương, Thần Nha, Quỷ Thần cũng đều nhao nhao chạy tới. Khóe mắt của Thủy Tử An không ngừng nhảy loạn. Hắn vậy mà nhìn thấy tộc trưởng, đại tế ti, tông chủ của các tộc, thậm chí còn mang tới trọng bảo, chấn tộc của tộc mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đồ đằng trụ chấn động, vội vàng lấy ra từng cây đồ đằng trụ. Chỉ thấy trên các cây đồ đằng trụ, một vài khuôn mặt xuất hiện, chính là tướng sĩ biên quan đại hoang chuyển tới. Nói tộc trưởng, tông chủ, đại tế ti các tộc thông báo cho bọn họ muốn tiến vào đại hoang thăm hỏi môn chủ kiếm môn. Trọng Lê, Long tộc, Ma tộc, Yêu tộc, các tộc đại hoang, thời điểm này cùng nhau tới đây, đồng thời thăm viếng đại hoang ta sao? Tâm tư của Thị Tử An chớp động, đột nhiên cười lạnh nói: nếu bọn họ vì chuyện Trung Trường Lão còn sống từ Côn Tinh trở về, tới đây tra hỏi chuyện tình trên Côn Tinh, căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy, cùng nhau chạy tới. Hiện tại cùng nhau chạy tới đây, quả thật là ý đồ bất thiện, có ý vấn tội đấy. Trung Nhạc đã trở lại kiếm môn hơn một tháng trời, tính toán thế nào cũng đủ để đầu lĩnh của các tộc chạy tới kiếm môn tra hỏi chuyện tình Côn Tinh. Mà lần này bọn họ đồng thời tới đây nhất định là đã liên lạc lẫn nhau, cùng nhau tới đây hưng sư vấn tội. Môn chủ không có mặt, Phương Trưởng Lão cũng không có mặt. Hiện tại trong kiếm môn chỉ còn lại có ta và Trung Trưởng Lão. Lần này đã không phải là chuyện tình có thể bảo trụ Trung Trưởng Lão hay không, mà là chuyện tình có thể bảo trụ kiếm môn hay không, có thể bảo trụ đại hoang hay không rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy Trung Nhạc ôm theo một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác quay trở lại kim đỉnh. Sau lưng tiểu hài tử kia còn bay theo một thanh thần kiếm sáng loáng, bám sát như hình với bóng. Trung Nhạc cười nói: đại trưởng lão chuẩn bị đón khách nào, có thể giải quyết được không? Trong lòng Thủy Tử An cũng có chút lo lắng bất an, thấp giọng hỏi: yên tâm, vẫn chưa có chuyện mà ta không giải quyết được. Sắc mặt Trung Nhạc đột nhiên chuyển lạnh, thản nhiên nói: kiếm môn đại hoang ta đã không phải là kiếm môn trước đây nữa rồi, nhân tộc đại hoang ta cũng không phải là nhân tộc trước đây nữa rồi. Thần ma các tộc cho rằng chỉ dựa vào mấy chiếc chiến thuyền, chiến hạm, lâu thuyền, trên gắn vài cỗ đồ đằng pháo, mang theo một hai kiện thần binh, nghênh nghênh ngang ngang xông tới đây, liền muốn khiến cho đại hoang ta đi vào khuôn khổ, khiến cho nhân tộc ta cúi đầu khuất phục hay sao? Loại tình trạng này đã là một đi không trở lại nữa rồi. Đại trưởng lão, đưa tiền cho các thành các quan đại hoang tiến hành tế tự, lại đưa tiền cho trên giới kiếm môn tế cờ tế binh dương uy tộc ta. Thủy Tử An dù đã lớn tuổi nhưng cũng bị mấy câu nói này của hắn khiến cho nhiệt huyết sôi trào, bật cười ha hả. Đại bào phiêu phiêu, tay áo lung lay, đưa tin cho các thành các quan đại hoang cùng trên dưới kiếm môn. Trong nội địa đại hoang, từng chiếc lâu thuyền, đại hạm, bảo lễ hương xa từ từ bay tới. Ma vân yêu khí, thần quang bao phủ thiên không. Cường giả của các tộc thần, ma, yêu, long, côn, mỗi người đại phóng khí thế. Bọn họ trên danh nghĩa mặc dù là khách, nhưng lại vênh vênh váo váo tự đắc, ương ngạnh hoành hành, dạ oai phủ đầu, khí thế bức người. Từng lộ cường giả khí thế áp thành mà tới. Những nơi bọn họ đi qua, đám luyện khí sĩ đại phóng khí thế, chấn áp những tộc nhân trong các bộ lạc nhân tộc phía dưới, từng người quỳ rạp trên mặt đất. Nhân tộc sao? Một đám sâu kiến mà thôi. Một lão giả thần tộc liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh quỳ rạp, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, trong tám quan 16 thành đại hoang, từng cỗ thần uy, ma uy phóng thẳng lên cao, từng kiện thần binh, ma thần binh bay lên không trung. Thần uy ma uy khí thế liên thành, nối liền toàn bộ, toàn thể biên quan dài mấy mươi vạn dặm thành một mảnh tường đồng vách sắt. Một màn này khiến cho sắc mặt đám luyện khí sĩ các lộ các tộc thần ma soạt một tiếng trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, chỉ thấy trên không trung kiếm môn sơn có tới mười mấy kiện thần binh vù vù bay lên, phóng xuất ra quang mang đủ loại màu sắc, các loại thần uy chấn áp thiên địa. Lại có bốn tấm đại kỳ bay ra, mặt cờ tung bay phần phật, hiện ra bốn con thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước trấn thủ bốn phương. Khí thế ương ngạnh của tộc trưởng, tông chủ và đại tế ti các tộc bốn phía đi tới đây nhất thời bị nghiền ép không cánh mà bay. Sắc mặt của từng tôn cường giả dưới trướng cũng nhất thời vàng ra như đất, căng căng thẳng thẳng. Trên kiếm môn sơn đột nhiên vang lên một tiếng cười lớn: có khách đường xa tới thăm, kiếm môn không thể từ xa nghênh tiếp được, còn xin các vị tộc trưởng, tế ti, tông chủ thứ tội cho.
Tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy thần uy ma uy của đám thần binh, ma thần binh hạo hạo đáng đãn lan truyền ra khắp nơi. Nhất thời kích phát phản ứng cứng kích dây chuyền, khiến cho đám thần binh ma binh, thần linh ma linh chấn tộc bên trong thánh địa của các thần tộc ma tộc không tự chủ được chậm rãi xuất hiện. Trong thiên địa nhất thời sao động một mảnh thần uy ma uy khủng bố. Từng tòa thánh địa nhao nhao sáng lên, từng tôn thần linh ma linh nhao nhao hiện thế. Uy năng thần binh ma binh ầm ầm bạo phát, thủ hộ một phương. Tất cả các thánh địa trên toàn thể tổ tinh đều bị chấn động, nội tình của các thánh địa đều giật mình tỉnh giấc, tự thể hiện uy năng của chính mình. Loại tràng diện này thật sự vô cùng to lớn và đồ sộ. Thậm chí ngay cả những bảo vật chấn tộc do đám cường giả các tộc này mang tới kia, lúc này cũng bị thần uy ma uy cuồn cuộn kinh động, không tự chủ được đại phóng uy năng thần ma, sáng rọi sinh huy. Cường giả các lộ tiến vào đại hoang tiếp cận kiếm môn kia nhất thời kinh hồn táng đảm, khí thế ương ngạnh vừa rồi lập tức không cánh mà bay, bộ dáng căng căng thẳng thẳng. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên kim đỉnh kiếm môn, một gã thiếu niên đang đứng nơi đó chính là Trung Sơn Thị Trung Nhạc. Sắc mặt hắn thản nhiên lạnh lùng, nghiêm nghị, không chút nào có ý tứ hoan nghênh bọn họ hoặc là chấp nhận cúi đầu nhận tội. Gia hỏa này hẳn là đã sớm biết chúng ta sẽ tới đấy, cố tình cấp cho chúng ta một cái hạ mã uy đấy. Ở phía bắc đại hoang, Sư Bất Dịch ngồi trên một chiếc lâu thuyền, nhìn thấy một màn như vậy suýt chút nữa đã nhảy bật lên. Hắn đột nhiên bật cười ha hả, giơ tay chỉ về phía Trung Nhạc đứng trên kim đỉnh kiếm môn, cười sằng sặc lạnh lùng nói: các người đã thấy chưa, nhân tộc chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã lớn mạnh tới tình trạng này. Nhân tộc chỉ cần con kẻ này nhất định sẽ từ từ thịnh vượng, dã tâm bừng bừng. Mà các ngươi vẫn chỉ biết tranh quyền đoạt thế, nội đấu không ngớt với nhau, thậm chí còn có ý đồ muốn giết chết ta, cướp đoạt vị trí yêu chủ Đông Hoang. Đông Hoang giao cho các ngươi tuyệt đối sẽ bị Trung Sơn Thị ăn sạch ăn sẽ mất thôi, yêu tộc đời đời trở thành nhân nô. Sau lưng của hắn, đám cường giả như Tam Đảo Lục Thành, Tứ Quan trầm mặc không nói lời nào. Nhất là ba người đảo chủ Liêu Hoàng Đảo, đảo chủ Cầm Tú Đảo và đảo chủ Phong Sắt Đảo, sắc mặt lại càng là âm tình bất định. Mà ở phía tây, Phong Vô Kỵ đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Kiếm Môn Sơn, sau đó lại quan sát tám quan 16 thành rải rác bốn phía đại hoang. Hắn nhìn thấy một màn khí tượng như vậy, không khỏi kinh nghi bất định, trong lòng của hắn cũng không khỏi mơ hồ có chút hối hận. Nếu năm xưa ta không tham lam chức vị đại tế ti hiếu mang thần tộc này, mà cứ tiếp tục thành thành thật thật là môn chủ kiếm môn, hiện tại một màn vinh diệu này liền chính là của ta rồi, mà không phải là do Trung Sơn Thị đứng ra giễu võ dương oai. Ở phía nam, sắc mặt Côn Đại Tiên Sinh với Bằng Đại Tiên Sinh của Côn Bằng thần tộc âm tình bất định, trầm mặc không nói lời nào. Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm thì liếc nhau một cái, trong lòng thầm nói: kiếm môn đại hoang từ khi nào đã cường đại tới trình độ này vậy? Sau này còn muốn chạy tới đại hoang ăn mấy tên nhân tộc cũng đã trở nên khó khăn rồi đấy. Một lão giả thần tộc khẽ lẩm bẩm: nhân tộc vốn dĩ là chủng tộc thấp hèn nhất trong vạn tộc. Cho dù là mấy năm trước, thời điểm tiểu hư không nổ tung, không gian tiểu hư không khổng lồ quay trở lại tổ tinh, lúc đó kiếm môn cũng vẫn còn là chủng tộc thấp hèn nhất, chủng loại đê tiện nhất trong toàn bộ các chủng tộc, là lương thực của vạn tộc. Mà hiện tại mới qua mấy năm đây, không ngờ thực lực của nhân tộc đã lớn mạnh tới tình trạng này, lớn mạnh tới tình trạng đã có thể khiêu khích những chủng tộc cao quý như bọn họ, thật sự quá đáng sợ. Cho dù là lúc kiếm môn đại hoang vừa mới thành lập, môn chủ đời thứ nhất kiếm môn còn tại thế, kiếm môn cũng không có được tràng diện thịnh vượng như vậy, uy thế mạnh mẽ như thế. Hạ mã uy sao? Côn Đại Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ngày hôm nay chúng ta cũng không phải tới đây để ăn hạ mã uy, mà là muốn vấn tội Trung Sơn Thị cấu kết với côn tộc, họa loạn tổ tinh. Chúng ta có tình có lý, hôm nay nhất định phải buộc kiếm môn cấp cho chúng ta một cái bản giao. Các vị đồng đạo, chúng ta có gì phải sợ kiếm môn đây? Trong lòng của Hạ Tông Chủ nhất thời nghiêm nghị, gật gật đầu nói: đúng vậy, các vị, chúng ta lên núi vấn tội nào. Đám tộc trưởng, tông chủ, đại tế ti các lộ nhao nhao đại lĩnh cường giả các tộc đi tới bên dưới kiếm môn. Từng chiếc lâu thuyền, đại hạm, bảo liễn hương xa dừng sát chân linh chi đài của kiếm môn. Đầu lĩnh các tộc cùng nhau lên núi, chỉ trong chốc lát đã lên tới trước kim đỉnh. Quân môn chủ đang ở đâu? Đám cường giả các tộc đảo mắt quan sát bốn phía,
Chỉ thấy lúc này các cường giả trên giới kiếm môn đã sớm tụ tập đông đúc ở đây, nghiêm túc chuẩn bị. Dẫn đầu đám người kiếm môn chính là Trung Nhạc và Thủy Tử An. Ngay phía sau là chín vị trưởng lão còn lại của trưởng lão hội. Phía sau nữa là các vị trưởng lão khác, cùng với đám người Tả Tương Sinh, Điển Duyên Tông và Thiếu Điển, cũng có thể tính là cường giả tụ tập đông đúc. Ánh mắt của Sư Bất Dịch chớp động, mỉm cười nói: "Hôm nay đầu lĩnh các tộc tới thăm, sao quân môn chủ lại không hiện thân vậy?" "Quân môn chủ không hiện thân, ngược lại để cho các ngươi nghênh tiếp. Thân phận địa vị kém xa cả vạn dặm, cái này là đạo đãi khách của kiếm môn các ngươi hay sao?" Thủy Tử An tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Các vị đầu lĩnh đừng trách, hiện tại quân môn chủ đang bế quan tu luyện trên Thủy Diệu Tinh, không thể tiếp đãi các vị được. Trước khi môn chủ rời đi, đã lệnh cho quyền môn chủ tạm thay nàng chấp chưởng quyền lực môn chủ. Hiện tại tất cả sự vụ của kiếm môn ta là do quyền môn chủ toàn quyền xử lý." "Sao, quân tư ta đang ở trên Thủy Diệu Tinh sao?" Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, sắc mặt đám tế ti, tộc trưởng, tông chủ các tộc nhất thời kịch biến. Ngay cả Phong Vô Kỵ cũng sắc mặt khẽ biến, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng, thất thanh nói: "Nàng đã tu thành nguyên thần thuần dương, thành tựu thần vị rồi sao?" "Muốn bay ra khỏi tổ tinh nhất định phải vượt qua lôi tầng thuần dương. Chưa luyện thành nguyên thần thuần dương, tu thành thần minh, làm sao có thể bay ra được đây? Bởi vậy, rất nhiều cường giả ở đây đều là tâm thần đại loạn. Ý nghĩ đầu tiên chính là quân tư tà đã tu thành nguyên thần thuần dương, trở thành một tôn nhân thần. Nếu là như vậy, thực lực nhân tộc chẳng phải là đã bao trùm trên các tộc rồi sao? Bọn họ còn hưng sư vấn tội, cái rắm gì nữa đây?" Thủy Tử An cười ha hả, cũng không có giải thích gì. Chuyện này tự nhiên là càng hiểu lầm càng tốt. Nào ngờ Phong Vô Kỵ đột nhiên bật cười nói: "Quân tư tà căn bản không có khả năng tu thành nguyên thần thuần dương. Một là nàng bất quá chỉ là một tên nhân tộc hèn mọn, cho dù là thủy diệu linh thể, huyết mạch cũng cực kỳ thấp kém, không có tư chất này. Hai là thời gian quá ngắn, cho dù nàng có thể tu luyện tới thông thần cảnh cũng đã là cực kỳ thần tốc rồi. Đoán chừng là quân môn chủ tìm được truyền tống trận gì gì đó, truyền tống lên trên thủy diệu tinh rồi. Nàng có thể còn sống trở về hay không vẫn rất khó nói kìa." Đám đầu lĩnh các tộc cũng không phải là hạng người ngu dốt gì, lập tức liền nghĩ tới điểm then chốt. Quân tư tà mấy năm trước chỉ mới tu luyện tới cảnh giới chân linh cảnh, cho dù tài trí hơn người cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thông thần cảnh, càng huống chi là nguyên thần thuần dương đây. Thủy Tử An nheo mắt cười nói: "Các vị sư huynh, sao không tiến vào thánh điện tộc ta, cũng tiện cho tộc ta dâng trà bánh tận tình gia chủ?" "Không cần." Thanh âm của đại tế ti Sơn Thần tộc mạnh mẽ hữu lực nói: "Hôm nay chúng ta tới đây là để hưng sư vấn tội nhân tộc các ngươi cấu kết với côn tộc, vấn tội Trung Sơn thị các ngươi cấu kết với côn thần côn tộc, giết chết thần ma của tổ tinh ta. Nếu quân môn chủ đã không có ở đây, vậy thì mời Thủy sư huynh giao Trung Sơn thị cho ta." Bộ dáng Thủy Tử An khổ sở nói: "Các vị sư huynh, các ngươi luôn miệng nói Trung trưởng lão cấu kết với côn tộc, chứng cứ ở đâu vậy? Không có chứng cứ đã chạy tới hưng sư vấn tội, không khỏi có chút buồn cười rồi." Sư Bất Dịch cười lạnh một tiếng nói: "Bên trong đại hoang số lượng côn tộc còn ít hay sao? 20-30 gã cự bá côn tộc cũng đang trấn thủ bên trong biên quan và các thành của các ngươi. Nhân tộc rõ ràng đã cấu kết với côn tộc. Đại hoang hiện tại đã biến thành cứ điểm của côn tộc rồi. Muốn công kích các tộc tổ tinh, khiến cho tất cả chúng ta bị diệt tộc. Hôm nay các ngươi giao Trung Sơn thị ra, giết chết đám cự bá côn tộc kia, nhân tộc còn có thể bảo toàn. Nếu như không giao, chính là đối địch với chúng ta, đối địch với toàn thể tổ tinh. Nguy cơ diệt tộc chỉ trong tầm tay thôi." Hạ tông chủ khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói: "Sư yêu chủ nói rất hay, rất hay." Sư Bất Dịch mỉm cười nói: "Hạ tông chủ khách khí rồi, ta cũng chỉ là nói ra tiếng lòng của mọi người mà thôi." Côn Đại Tiên Sinh tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói: "Trung Sơn thị làm nhiều việc ác, hôm nay bất luận nói như thế nào cũng không thể lại buông tha cái mầm họa này, nhất định phải diệt trừ, tránh cho lưu lại hậu hoạn." Phong Vô Kỵ ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "Thủy đại trưởng lão, không cần bởi vì chút thiện niệm nhất thời mà tà hồ về rừng. Ta hiểu được ngươi hẳn là đã bị tên phản đồ này che mắt, không biết Trung Sơn thị đã làm nhiều việc ác. Nhân tộc các ngươi che chở cho hắn, che chở tên phản đồ này, sợ rằng nhân tộc cũng sẽ bởi vì hắn mà mắc hóa, dẫn lửa thiêu thân."
Thủy Tử An lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rít qua kẽ răng. Hừ, kẻ phản bội. Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cắt ngang lời của hắn, gật đầu nói. Đúng vậy, Trung Sơn Thị chính là kẻ phản bội, là phản đồ của tổ tinh ta. Hôm nay đầu lĩnh các tộc chúng ta tề tụ ở đây, chính là muốn trừ hại vì thiên hạ, diệt trừ Trung Sơn Thị, quang huy chính nghĩa kìa. Khóe mắt của Thủy Tử An lại run lên. Quang huy chính nghĩa sao? Tả Tương Sinh đột nhiên tiến về phía trước một bước, thanh âm phẫn nộ. Trung trưởng lão vì tổ tinh ta vào sinh ra tử, xông vào Côn Tinh, lập ra không biết bao nhiêu công lao hãn mã. Nếu không có hắn, hiện tại các ngươi đã sớm biến thành bữa ăn trong bụng côn tộc rồi. Làm can! Đám đầu lĩnh các tộc nhao nhao nhìn về phía hắn. Từng tên khí thế kinh thiên động địa, ầm ầm chấn áp xuống. Tả Tương Sinh cố gắng chống đỡ áp lực của từng gã cự bá thông thần cảnh, bị ép tới mức máu tươi trong tai, mắt, mũi, miệng chảy trào ra, nhưng vẫn không ngã xuống, ngược lại càng cười to một tiếng. Thời điểm chúng ta liều mạng trên Côn Tinh, đám ký sinh trùng các ngươi lại núp ở chỗ nào? Trốn trên tổ tinh. Thời điểm chúng ta giết tới long trời lở đất trên Côn Tinh, các ngươi đang làm gì? Trốn trên tổ tinh. Thời điểm chúng ta tử thương vô số, các ngươi ở nơi nào? Trốn trên tổ tinh. Hiện tại chúng ta đẫm máu trở về, các ngươi lại đang làm gì? Chạy thấy bức tử chúng ta, bức tử đại thần có công sao? Thật càn rỡ mà. Bằng Đại Tiên Sinh nhất thời giận dữ, giận quá hóa cười. Sau lưng hiện ra dị tượng quân bằng ngàn dặm, hắn cười lạnh nói. Quân môn chủ không ở đây, kiếm môn các ngươi thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. Ngay cả một tên tiểu bối hèn mọn, không tên không họ, cũng dám giết gào với chúng ta sao? Còn ra thể thống gì nữa đấy? Điền Duyên Tông mạnh mẽ, chống đỡ uy áp của đám đầu lĩnh các tộc, cất bước tiến lên phía trước, đứng sóng vai với Tả Tương Sinh, cao giọng nói. Côn Tinh đã bị Trung trưởng lão phá hủy rồi, côn tộc đã bị Trung trưởng lão diệt tộc rồi. Cái này là công lao sự nghiệp to lớn mức nào đấy? Hắn đã bảo hộ vạn tộc các ngươi, không ngờ các ngươi còn muốn giết chết hắn ta, còn nói xấu hắn, cấu kết với côn tộc sao? Các ngươi mới là tội nhân, tội đáng chết vạn lần. Khốn kiếp mà. Từng đạo thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm nổ vang, đinh tai nhức óc. Đám đầu lĩnh các tộc nổi giận đùng đùng, Sư Bất Dịch bật cười nói. Người nói những lời này sẽ có ai tin đấy? Ngươi thử đi hỏi tất cả mọi người, nhìn xem một chút xem có chủng tộc nào tin tưởng đấy. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ăn nói lung tung. Trung Sơn Thị hủy diệt Côn Tinh sao? Trung Sơn Thị hủy diệt côn tộc sao? Cũng chỉ có hạng người vô tri như ngươi mới có thể nói ra lời nói dối ngu ngốc như vậy. Thủy Đại Trưởng Lão à, hôm nay kiếm môn các ngươi sẽ giao Trung Sơn Thị ra hay không đấy? Côn Đại Tiên Sinh chậm rãi nói. Nếu như không giao, máu chảy thành sông. Nếu giao ra còn có thể đàm phán được. Trên giới kiếm môn nhao nhao tức giận, vô số đệ tử kiếm môn đồng loạt nhìn về phía Thủy Tử An. Thủy Tử An lộ ra thần sắc khó khăn, hai tay mở ra lúng ta lúng túng nói. Các vị sư huynh, không phải là ta không muốn giao ra, mà là môn chủ không có ở đây, ta cũng không thể làm chủ, còn phải đợi quyền môn chủ đứng ra làm chủ mới có thể quyết định có giao Trung trưởng lão ra hay không. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói. Xin các vị sư huynh tạm thời bất giận, chỉ cần có người có thể làm chủ là được. Thủy Đại Trưởng Lão, người nào là quyền môn chủ của các ngươi vậy? Thủy Tử An nhếch nhếch môi về phía Trung Nhạc ở một bên, bất đắc dĩ nói. Trung Sơn Thị chính là quyền môn chủ của chúng ta, các ngươi cứ việc hỏi hắn xem hắn có nguyện ý tự giao chính mình ra hay không. Đầu lĩnh của các tộc nhất thời ngẩn ngơ. Trung Nhạc chính là quyền môn chủ của kiếm môn sao? Để cho hắn tự làm chủ, tự giao chính mình ra ư? Đây rõ ràng là chuyện buồn cười, buồn cười nhất thiên hạ. Sư Bất Dịch kho khan một tiếng, cười híp cả mắt nói. Trung Sơn Thị vì kiếm môn các ngươi, vì nhân tộc các ngươi, hiện tại ngươi nên chủ động đi ra đi. Trung Nhạc khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Hiên Viên, nghe vậy liền mỉm cười nói. Ta không dự định sẽ giao bản thân ta ra. Thanh âm Đại Tế Ti quỷ thần tộc như quỷ mị âm lãnh nói. Nói như vậy, kiếm môn là muốn đối địch với chúng ta, đối địch với cả thiên hạ sao? Sắc mặt Trung Nhạc ôn hòa, nhẹ giọng nói. Sư huynh cũng đừng nói như vậy. Nếu ngươi nói như vậy, vạn nhất trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi, ra lệnh một tiếng thôi, tứ kỳ môn trận của ta vừa phong bế, hơn 40 kiện thần binh, ma thần binh trong đại hoang ta, một phát oanh vào trong trận, đánh chết hết thảy các vị sư huynh,
vậy phải làm sao thu chàng được đây? Sắc mặt đầu lĩnh của các tộc nhất thời kịch biến, khóe mắt nhảy loạn, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đây là uy hiếp trắng trợn, uy hiếp trần trụi, không chút nào che giấu. Nhân tộc của thần binh, ma thần binh, lẽ nào các tộc chúng ta không có hay sao? Sư Bất Dịch lại mở miệng, thản nhiên nói. Long tộc, bát bộ thánh tộc của ma tộc, các đại thần tộc Tây Hoang, Trọng Lê thần tộc, Côn Bằng thần tộc của Nam Hoang. Chủng tộc nào mà không có thánh khí chấn tộc đây? Cho dù là yêu tộc ta, cũng có được vài kiện yêu thần binh. Trung Sơn Thị, ngươi cầm thần binh của kiếm môn tới áp chúng ta, lẽ nào không sợ nhân tộc bị diệt tộc hay sao? Trung Nhạc so với hắn càng thản nhiên hơn. Trước tiêu diệt một đám các ngươi đã đủ rồi. Nếu các vị sư huynh đã không sợ chết, ta ngược lại có thể thử một lần giết chết hết thảy những tồn tại cường đại nhất của các tộc, dùng máu tươi của các ngươi tẩy rửa kiếm môn sơn một lần. Ngươi! Đầu lĩnh của các tộc vừa sợ vừa giận. Ta hỏi các ngươi có sợ hãi không? Trung Nhạc lộ ra nụ cười sán lạn lên tiếng hỏi.